Của iOS 12 ta. Update liền thôi. Có nên lên cho iPhone 6 này không ta? A few moments later. Lấy thân Apple cho con lên iOS 12 hết lắm. Con khổ quá mà. Con còn có một con iPhone 6 này để làm cua thôi mà. Vâng, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Thế Giới Động. Đoạn clip vui ở đầu video được mình tái hiện lại cảnh mỗi lần iOS mới được tung ra. Bạn nào cũng muốn cập nhật và bạn nào cũng lo lắng rằng máy có bị lỗi gì hay không. Nhất là những bạn xài iPhone cũ. Ở đây mình đang có một chiếc iPhone 6 ra mắt cách đây khoảng 4 năm. Nào bây giờ tụi mình hãy cùng thử những tác vụ từ nhẹ đến nặng trước nhé. Đầu tiên là mở khóa máy xem có nhanh và mượt hay là không. Tiếp theo mình hãy cùng nhắn tin xem có bị đứng khi gõ hay không nhé. Thử chụp ảnh một tí, chụp liên tục thử xem có bị đứng không. Oh no, tốc độ bàn thờ là có thật. Tí xá hình similar. Bây giờ có lẽ là thứ các bạn mong chờ nhất, chơi game thử xem có bị đứng hay là thoát hay không nhé. Oh my god, mượt quá. Mượt hơn xinh siêu nữa. Tuy nhiên màn hình của iPhone 6 hơi nhỏ, chơi game không sướng cho lắm. Mình sẽ cân nhắc để lên iPhone XS Max trong thời gian sắp tới. Và như vậy mình vừa trải nghiệm xong iOS 12 trên iPhone 6. Mình khuyên là những bạn nào đang lo sợ ảnh hưởng đến hiệu năng thì cứ cập nhật lên thoải mái đi, không có gì lăn tăn nhé. Còn pin thì như các bạn cũng đã thấy, mình test nãy giờ thì cứ sụt khoảng vài phần trăm mà thôi. Còn bây giờ xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Bye bye. Nhớ đừng quên like và subscribe kênh YouTube của Thế Giới Động để ủng hộ tụi mình nha.